Xin chào các bạn. Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau học phần số 10 từ vựng tiếng Trung hsk 1 bạn nhé. À, chúng ta sẽ bắt đầu với số 91 nào. Buổi sáng Sáng Ủ Bạn nhớ chữ sáng này SH chúng ta sẽ đọc là tròn miệng nhé. Sáng Ủ Ví dụ Buổi sáng đi làm việc Sáng Ủ Buổi sáng truy Đi công làm việc. Sáng ủ duy công Sáng ủ duy Sáng Từ vựng số 92. Thiếu chue sao Ví dụ, tôi thiếu thời gian nên không làm được rồi. Wǒ tôi chue sọ, thiếu lơ là nhấn mạnh sứ chen thời gian suối ỉ nên chua làm bú tạo tờ không được chua bú tạo tờ có nghĩa là làm không được rồi và là không làm được rồi, tùy các bạn nhé. 我缺少了时间，所以做不到的。我缺少了时间，所以做不到的。我缺少了时间，所以做不到的。 Từ vựng số 93. Ai? Từ này có hai cách đọc. Cách thứ nhất, chúng ta đọc là SẤY SẤY Cách thứ hai, mình có thể đọc là XUẤY XUẤY Tùy bạn nhé. Tuy nhiên đọc cách nào thì cũng thế. Các bạn đều phải tròn miệng nhé. SH mà. Ví dụ câu như sau. Bạn là ai? Nǐ Bạn Là Sế Ai Hoặc bạn có thể đọc là Sế Nì sư sế Nì sư Từ vựng tiếp theo là từ Sấn mơ Sấn Cái gì Ví dụ Đây là cái gì? Chưa Đây Sì Là Sẩn Cái gì Chưa sì sẩn mơ Chưa sì Các bạn nhớ là đặt đúng khẩu hình nhé Từ vựng tiếp theo là số 10 Đọc là shí". Sứ tròn miệng. Ví dụ, 10 đồng một phần. Sứ 10 khoai đồng. Khoai chén đồng tiền. Hay còn gọi là đồng. Ý phần một phần. Sứ khoai chén ý phần. Sứ khoai chén ý phần. 十块钱一份. từ vựng tiếp theo, là từ lúc, đọc là, 十好, hậu ví dụ, tôi lúc bé rất thích bạn. 我 là tôi, nhỏ là bé hoặc là nhỏ, 十好 là lúc, chúng ta sẽ là, Ủa tôi bé, tôi nhỏ, sứ khổ, lúc. Cái này mình sẽ dịch ngược nhé. Dịch từ từ sứ khổ, dịch về. Ủa sứ Dịch là tôi lúc bé. Hơi khác tiếng Việt một chút bạn chú ý nhé. Hẳn, rất, xỉ khoan, thích. Chúng ta sẽ biến điệu thanh ba, đọc là hẳn, xỉ khoan. Nỉ là bạn. 我小时候很喜欢你。我小时候很喜欢你。我小时候很喜欢你。từ vựng số chín bảy là chúng ta đọc rất nhiều rồi, đọc là, 是是 ví dụ. Mình là bảo bối của bạn. Wǒ mình shì là nǐ de của bạn. Xiǎo là nhỏ bé nhé. Bảo bè là bảo bối. Kết hợp lại, xiǎo bǎo bè là bảo bối bé nhỏ thì mình có thể dịch chung là bảo bối thôi nhé. Wǒ shì nǐ de xiǎo bǎo Xéo đọc là xéo. Biến điệu thành ba bạn nhé. Wǒ shì nǐ de xiǎo bảo bè. Wǒ shì nǐ de xiǎo bảo bè. Từ vựng tiếp theo. Sách. shū shū Ví dụ. Đây là sách của cậu. Zhè. Đây. Sự là tờ của cậu. Su sách. Chưa sư tờ su. Chưa sư tờ su. Chưa tờ su. Từ vựng tiếp theo. Nước. .水,水. Cái từ vừa nãy mình đọc là sấy hoặc là suấy Suấy Thì từ này đọc là suẩy Các bạn nhớ nhé Ví dụ Tôi uống nước khoáng 我 là tôi Hưa uống Khoang chuyển Là khoáng Suẩy nước Khoang chuyển Nước khoáng Ủa hưa Khoang chuyển Tôi uống nước khoáng. Tôi uống nước Từ vựng cuối cùng. Hoa quả, xoáy quả, xoáy quả. Chúng ta biến điệu nhé. Xoáy đọc là xoáy. Ví dụ, bạn thích loại hoa quả nào? Nỉ bạn xỉ quan thích Đọc là Ní xỉ quan Nả trộn Là loại nào Tuy nhiên thì mình sẽ đọc là Ná trộn Biến điệu thanh ba chữ nả nhé Tiếp Xoáy của Là hoa quả Cái cụm Ná trộn Xoáy của Có nghĩa là Loại hoa quả nào N N Là thế Ní xì khoan ná trụng xuế quả nà. Ní xì khoan ná trụng xuế quả nà. Ní xì khoan ná trụng xuế quả nà. À, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần số 10 học từ vận tiếng Trung Hàn K1 nhé. À, rất mong các bạn có thể ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để mình có thêm động lực nhé Hãy like nếu như bạn thích video à, Hãy chia sẻ nếu như bạn cảm thấy video của mình hữu ích nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn Chào chào